lượng khách hàng đấy, những người đấy, các bạn sẽ dành cho ai? Và bởi vì các bạn không tạo ra một luồng phân phối mới, cho nên mãi mãi những người nhìn thấy quảng cáo của bạn là có giới hạn. Trong khi ở ngoài kia còn rất nhiều người chưa nhìn thấy quảng cáo của bạn. Thêm một cái góc nhìn nữa với các bạn. Hình dung ạ, mình sẽ chia sẻ một cái góc nhìn nữa cho các bạn để các bạn xem. Đó, giả sử trong trường hợp các bạn sẽ có level 5. Level 5 đó là gì? Các bạn cần kết hợp được giữa nhóm quảng cáo nào chạy tệp gì? Vì sao cần kết hợp giữa tệp tương tự và tệp tùy chỉnh? Nên chạy mấy nhóm quảng cáo? Ngân sách theo nhóm hay ngân sách chiến dịch? Thời điểm nào là ngân sách theo nhóm, thời điểm nào là ngân sách chiến dịch? Thì mình cho rằng là các bạn cần phải quan tâm. Cảm ơn vợ. Các bạn cần phải quan tâm và các bạn có một câu trả lời như thế này. Hình dung các bạn. Nhưng mà để là trả lời được những câu hỏi như thế này, các bạn vui lòng từng bước một cho mình. Và bởi vì hôm nay anh em mình thời gian không đủ, cho nên là giả sử mình có level tiếp theo thì mình sẽ cần là gì ạ? Trong trường hợp nào thì mình cần bid thầu? Cách thức bid thầu. Loại tài khoản nào bid được thầu? Các bạn dung ạ, bởi vì sao? Bởi vì hiện tại các bạn đang chạy quảng cáo. Bởi vì các bạn đang chạy quảng cáo dựa trên một cái công thức bid thầu, đó là bid thầu tự động. Các bạn hình dung ạ. Đây này. Các bạn đang là phân phối tiêu chuẩn. Hình dung ạ. Các bạn đang phân phối tiêu chuẩn. Cho nên khi mà các bạn chưa làm tốt tất cả những cái việc từ level 1 thì mới lên level 2, rồi lên level 3, level 4, level 5. Tất cả đây chỉ là giả sử trong cái suy nghĩ của mình thôi các bạn nhé. Mà các bạn vào một phát các bạn chạy bid thầu luôn, thì chắc chắn là như bạn lúc xưa Lucky Vinh ấy, là em chạy bid thầu thấy data toàn khách giác. Đó là bởi vì các bạn chưa triển khai đầy đủ theo một cái quy trình. Bước 1 cần làm gì, bước 2 là cần làm gì, mà các bạn nhảy cóc quy trình. Khi bạn nhảy cóc quy trình thì các bạn chạy nó sẽ không ra được một cái kết quả mà các bạn mong muốn. Hình dung các bạn. Cho nên là muốn bid thầu thì các bạn cần phải hiểu về luồng phân phối, cần phải hiểu về hành vi người dùng. Vì sao nó lại cho các bạn bid thầu rẻ như thế? Vì sao nó lại cho các bạn bid thầu đắt như thế? Hình dung anh em. Trong cái level tiếp theo, giả sử trong level tiếp theo, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta lúc này sẽ target theo luồng. Thế nào gọi là target theo luồng? Các bạn nhìn ở đây nhé. Đó là các bạn đang target và các bạn đang chọn đấy là lượt chuyển đổi. Đúng không các bạn? Các bạn đang chọn là lượt chuyển đổi. Nhưng giả sử trong trường hợp mình tạo một bài quảng cáo mới. Các bạn đang nhìn thấy giả sử trong trường hợp mình tạo bài quảng cáo mới và mình sẽ chọn là tin nhắn, ví dụ thế, thì trong phần target này các bạn sẽ nhìn thấy rằng ở phần cuối
Nó gì ạ? Tối ưu hóa phân phối cho cái gì? Các bạn sẽ nhìn thấy là tối ưu hóa phân phối cho lượt kích và liên kết, cho cuộc trò chuyện, cho khách hàng tiềm năng. Như vậy trong trường hợp nào thì chúng ta tối ưu cho luồng phân phối là kích và liên kết? Trong trường hợp nào thì chúng ta tối ưu hóa cho luồng phân phối là cuộc trò chuyện? Hình dung các bạn? Kể cả không phải là trong chiến dịch, kể cả đây là không phải là trong chiến dịch tin nhắn, mà các bạn sẽ có thể là chọn chiến dịch tương tác chẳng hạn, ví dụ thế, hoặc là lưu lượng truy cập chẳng hạn. Ví dụ mình chọn chiến dịch là lưu lượng truy cập, ví dụ thế. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là trong cái phần chiến dịch lưu lượng truy cập, nó sẽ có mục là chọn mục tiêu là Messenger, nó sẽ có chọn mục tiêu là trang web. Giả sử trong trường hợp tất cả chúng ta đều chạy tin nhắn chứ không phải chạy chuyển đổi, thì vì sao các bạn cần phải chọn luồng phân phối là gì? Luồng 1 tối ưu theo lượt kích và liên kết, luồng 2 tối ưu theo số người tiếp cận khác nhau hàng ngày. Có nghĩa là tại sao các bạn phải tạo ra một cái chiến dịch nó không phải là chiến dịch bán hàng, nhưng mà các bạn phải target, tạo ra một luồng quảng cáo mới. Cái luồng đầu tiên là tối ưu theo lượt kích và liên kết. Cái luồng thứ hai là tối ưu theo số người tiếp cận khác nhau hàng ngày. Bình thường chúng ta ra chạy quảng cáo thì chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta chạy quảng cáo là chúng ta lên một chiến dịch tin nhắn và chạy để ra đơn thôi, đúng không? Vậy vì sao chúng ta phải target theo luồng? Vì sao như vậy? Bởi vì các bạn sẽ phát hiện ra là nếu các bạn cứ chạy theo một luồng, các bạn cứ chạy theo một luồng, thì những người nhìn thấy quảng cáo của các bạn sẽ mãi mãi gặp giới hạn. Những người nhìn thấy quảng cáo các bạn sẽ mãi mãi gặp giới hạn. Các bạn chờ mình tí nhé, mình bật cho các bạn cái tài liệu. Thôi chết, lộ cả ảnh chứng thư đi. Đây, có nghĩa là nếu như các bạn chỉ mãi mãi chạy một mục tiêu chiến dịch là chiến dịch tin nhắn, và các bạn chỉ có một target duy nhất, thì lúc này các bạn sẽ phát hiện ra là những người nhìn thấy quảng cáo của bạn mãi mãi có giới hạn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là giả sử như các bạn chạy quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng, vài tỷ, nhưng mà ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy quảng cáo của bạn. Vậy số lượng khách hàng đấy, những người đấy, các bạn sẽ dành cho ai? Và bởi vì các bạn không tạo ra một luồng phân phối mới, cho nên mãi mãi những người nhìn thấy quảng cáo của bạn là có giới hạn, trong khi ở ngoài kia còn rất nhiều người chưa nhìn thấy quảng cáo của bạn. Vậy bắt buộc cái level tiếp theo là các bạn cần phải target theo luồng. Và để target theo luồng này, các bạn cần phải tối ưu cho phần cuối cùng của nhóm quảng cáo, chính là phần tối ưu hóa và phân phối, để tạo thêm một luồng phân phối mới. Để tạo thêm một luồng phân phối mới, mình sẽ show cho các bạn xem một cái tài khoản mà mình chạy theo kiểu này để các bạn nhìn thấy. Okay. Ví dụ đây, để cho các bạn nhìn thấy.
Đây các bạn nhìn nhé. Đây rõ ràng là vẫn có đơn hàng các bạn nhé. Vẫn có đơn mua hàng trên web này. Vẫn có đơn mua hàng trên Facebook này. Đúng không bạn? Mà chi phí một đơn mua hàng là 89.000 này, 96.000 này và 115.000 nhé. Như vậy đây rõ ràng là chạy quảng cáo và ra đơn đúng không các bạn? Chứ không phải là chạy quảng cáo không ra đơn nhé. Thì dùng anh em. Số lượt mua hàng trên web là 21 này. Số lượt mua hàng trên Facebook là 20 này. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy khi mà mình tạo luồng phân phối khác nhau thì nó cũng sẽ có những kết quả cực kỳ khác nhau. Ở trong cái luồng phân phối lượt xem trang đích 192.000 tiếp cận được 7.000 người. Trong luồng liên kết lượt kích liên kết thì 1 triệu 9 tiếp cận được 52.000 người. Trong luồng số người tiếp cận khác nhau thì đây là 61.000 người. Các bạn sẽ nhìn thấy nó khác nhau cả về về CPM. Khác nhau cả về CPM. Có những cái luồng CPM của nó chỉ có giá 600 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng. Sẽ có những cái luồng lên đến 3 40.000 đồng. Thì với mỗi cái phần các bạn tạo ra một cái luồng mới như vậy thì đồng nghĩa với việc là các bạn đang tạo ra một cái công thức đấu giá hoàn toàn mới. Hình dung các bạn tạo ra một công thức đấu giá hoàn toàn mới. Và nếu như bình thường thì không bao giờ các bạn làm cái việc như vậy. Nhưng khi các bạn chạy một cái ngân sách thật là lớn và các bạn thấy kết quả, các bạn có thấy kết quả là càng ngày nó càng đi xuống và các bạn không biết làm sao, thì vừa rồi chính là mình đang show cho các bạn, gọi là sơ qua những cái kỹ thuật quảng cáo mà các bạn còn có thể nâng cấp. Vậy ở đây anh em cho mình một câu trả lời vui vui thôi, là mình thử kiểm tra xem, đúng không? Thì mình thử kiểm tra xem là trong những cái level vừa rồi mình có giả sử đấy nhé, mình có giả sử là mình show cho các bạn thì các bạn đang ở level mấy.